Đại học Đại Nam là trường đại học cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành nghề với trục đào tạo cốt lõi là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chủ trương của nhà trường đến năm 2025, Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ đào tạo được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo, học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống, đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Muốn thay đổi đầu vào thì phải tính cách khác. Thế là thay đổi đầu vào muốn thay đổi được, lúc đó thì chỉ có là làm sao tìm những cái ngành mà trước hết là nhu cầu xã hội đang rất cần trong tương lai. Hai nữa là cái số lượng mà tuyển vào của các trường công lập rất hạn chế. Thì lúc đó cái số lượng sinh viên muốn học nhiều, có cái chất lượng tốt, họ sẽ phải lựa chọn các trường ngoài công lập để học vì họ yêu cái ngành nghề đó. Thì trong đó đặc biệt chú trọng là ngành sức khỏe. Ngành sức khỏe là ngành y, ngành dược, ngành điều dưỡng. Ngày 14 tháng 8 năm 2013, khoa dược trường Đại học Đại Nam được thành lập. Muốn đào tạo được tốt ngành này, nhà trường đã đầu tư thời gian, tâm sức và tiền bạc để chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, trình độ giảng viên, chương trình đào tạo, giáo trình ngang tầm với các trường chuyên ngành trong nước và khu vực, tiến tới hội nhập quốc tế. Gắn đào tạo với thực tế, học đến đâu, thực hành đến đó là mục tiêu của Đại học Đại Nam, đào tạo các thế hệ dược sĩ giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, trở thành địa chỉ đào tạo dược sĩ đại học uy tín, chất lượng, được xã hội tín nhiệm cao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, dược sĩ chuyên khoa 1, giàu kinh nghiệm và tâm huyết, từng giữ những chức vụ quan trọng trong các bộ môn của Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội. Đã xác định khối sức khỏe là trục cốt lõi rồi, thì nhà trường phải nói là dồn cả tiền bạc, trí tuệ, thu hút những cái thầy cô giáo giỏi. Và chúng ta đã thu hút được rất nhiều các thầy cô giáo giỏi trong cái khối sức khỏe của ngành y, ngành dược, ngành điều dưỡng. Chính vì thế cho nên là chủ trương của nhà trường đối với cái ngành cốt lõi của mình thì không chỉ có đào tạo sinh viên ở trên ghế nhà trường bình thường, mà phải đặc biệt chú trọng đến hai cái khâu nữa. Một là tăng cường để cho sinh viên nghiên cứu khoa học. Cái ngành đó là ngành khoa học tự nhiên, khoa học sức khỏe, có còn rất nhiều mảnh đất để cho sinh viên cũng như các thầy cô giáo trẻ, các thầy ở trong trường khám phá ra những cái phát minh mới, những cái nghiên cứu mới phục vụ cho cộng đồng. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là trên cơ sở các cái khối sức khỏe mà ngoài dạy học, nghiên cứu khoa học, thì có cơ hội của nhà trường để phát triển các doanh nghiệp của ngành trong khối sức khỏe. Ví dụ những doanh nghiệp của ngành dược, ví dụ như là bệnh viện, phòng khám, ví dụ những trung tâm điều dưỡng. Chương trình đào tạo khoa dược sử dụng giáo trình đào tạo dược sĩ đại học của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo xuất bản. Đồng thời, lãnh đạo của các bộ môn liên tục cập nhật kiến thức, biên soạn các bài giảng mới. Hệ thống giảng đường được trang bị projector, trang âm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Khu thực hành tách biệt đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đối với các cơ sở đào tạo dược sĩ đại học. Đặc biệt, khoa dược có nhà thuốc thực hành theo mô hình nhà thuốc GPP và vườn thuốc 300m², được xây dựng theo danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế ban hành. Hiện tại, nhà trường đang triển khai thành lập xưởng thực hành bào chế đông dược và đầu tư xí nghiệp sản xuất thuốc tân dược nhằm đào tạo toàn diện dược sĩ Đại học Đại Nam. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên được nhà trường đánh giá cao và có tính ứng dụng tốt. Bên cạnh đó, khoa liên kết với nhiều cơ sở y tế và ban ngành hàng đầu trong lĩnh vực dược như Sở Y tế Hà Nội, Viện Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Công ty Hafaco, Chafaco, Sao Thái Dương, Đông Dược Phúc Hưng, khoa dược của nhiều bệnh viện, giúp sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn mực trong thực tập, thực tế. Sinh viên khoa dược có cơ hội mở rộng việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khảo sát cho thấy 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm tốt, đúng chuyên ngành đạt tới 97%. Tạo ra một sự khác biệt mà cơ bản nhất chính là cái việc mà thành lập các doanh nghiệp của ngành dược, cũng như là thành lập bệnh viện của ngành y, cũng như là thành lập những trung tâm điều dưỡng của ngành điều dưỡng, để trên cơ sở đó gắn kết sinh viên giữa học và hành. Như vậy sinh viên ra trường là chúng ta đã đầy đủ điều kiện để
như là một dược sĩ, như là thầy thuốc, như là bác sĩ có thể làm việc được ngay. Khi tốt nghiệp, các dược sĩ Đại Nam tối thiểu đạt 400-450 TOEIC tiếng Anh. Ngoài chương trình chính khóa, sinh viên dược và các giảng viên trẻ còn được theo học các lớp tiếng Anh chuyên môn. Vì vậy, năng lực giao tiếp tiếng Anh của thầy trò dược Đại học Đại Nam đã có những tiến bộ vượt trội. Học 2013-2018 đã có một hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học bằng tiếng Anh. Có thể nói, khoa dược Đại học Đại Nam không những khẳng định vị trí hàng đầu của nhà trường về số lượng sinh viên theo học, mà còn về chất lượng đào tạo, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp đào tạo dược sĩ đại học chuẩn mực và năng động của nước nhà.